Tìm hiểu lịch sử về Hồ Chí Minh. Rạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858, quân Pháp nổ súng đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Chúng biến nước ta thành thuộc địa và đàn áp nhân dân ta trong suốt một thời gian dài. Dưới sự thống trị của quân xâm lược, ai cũng muốn đánh đuổi giặc Pháp để giành lại độc lập dân tộc. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đã nổ ra nhưng đều bị dập tắt. Đất nước chìm trong đêm tối nô lệ. Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành. Sau này người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh. Sống trong hoàn cảnh đất nước lầm than, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sớm có ý chí đánh đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành theo học trường Quốc học Huế. Sau đó, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn, trung tâm kinh tế, chính trị của chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương. Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn với ý định ra đi tìm đường cứu nước. Nguyễn Tất Thành xin vào làm việc trên một chiếc tàu buôn lớn của Pháp và lấy tên là Văn Ba, người làm công việc phụ bếp trên tàu. Văn Ba sống một cuộc sống vất vả nơi xứ người. Từ năm 1911 đến năm 1917, người đã qua nhiều nước, làm nhiều nghề khác nhau để sống và học tập, tìm lý tưởng cách mạng. Có lúc người làm công nhân thời vụ ở Harlem, New York, Mỹ. Khi qua London, Nguyễn Tất Thành sống bằng nghề phụ bếp, đốt lò và cào tuyết. Đến Paris, người làm thợ chụp ảnh. Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia đảng xã hội Pháp. Người luôn tận dụng cơ hội để nói lên nguyện vọng chính đáng đòi tự do và nhân quyền của dân tộc mình. Năm 1919, nhân dịp các nước đế quốc thắng trận trong Thế chiến thứ nhất họp ở Versailles, ngoài vua thủ đô nước Pháp, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, gửi cho hội nghị bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu chính phủ Pháp phải thực hiện các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Mặc dù những yêu sách của Nguyễn Ái Quốc không được chấp nhận, nhưng đã gây được tiếng vang lớn với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa của Pháp. Vào giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo Nhân Đạo của Đảng Cộng sản Pháp. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc chọn lý tưởng Cộng sản làm con đường cứu nước. Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội của Đảng Xã hội Pháp ở Tours. Tại đây, người bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp và gia nhập quốc tế Ba, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Tháng 7 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc cùng với đoàn đại biểu Cộng sản Pháp tham dự Đại hội Năm Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô. Nguyễn Ái Quốc học được nhiều điều bổ ích trong việc giải phóng thuộc địa. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc. Ở đây, người đã tiếp xúc với nhiều nhà cách mạng Việt Nam. Tháng 2 năm 1925, người thành lập tổ chức Cộng sản Đoàn làm hạt nhân cho một tổ chức cách mạng rộng lớn. Tháng 6 năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Cho đến giữa năm 1929, nước ta có 3 tổ chức Cộng sản hoạt động ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các tổ chức này lãnh đạo các cuộc bãi công, biểu tình nhưng thiếu sự gắn bó và liên kết với nhau, gây bất lợi cho phong trào cách mạng. Do đó, Nguyễn Ái Quốc đến Hồng Kông, triệu tập biểu các tổ chức cộng sản để bàn việc thống nhất lực lượng. Đầu xuân 1930,
Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, các đại biểu thống nhất hợp thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày thành lập đảng được lấy là ngày 3 tháng 2 năm 1930. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo phong trào cách mạng diễn ra trên khắp cả nước. Nổi bật nhất là phong trào Xô Viết, Nghệ Tĩnh diễn ra trong các năm 1930-1931. Ngày 12 tháng 9 năm 1930, hàng vạn nông dân ở các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An kéo về thị xã Vinh hô to những khẩu hiệu phản đối thực dân, đế quốc. Bọn đế quốc, phong kiến thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng. Đến giữa năm 1931, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị dập tắt. Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta, dân ta phải chịu sự thống trị của hai đế quốc cùng một lúc. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính pháp giành quyền đô hộ, bóc lột nhân dân ta. Đến giữa tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng quân đồng minh. Nhân cơ hội ấy, Đảng và Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân đứng lên khởi nghĩa. Cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân ta đã giành lại được chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bị các thế lực thù địch liên kết với nhau bao vây, chống phá quyết liệt. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân đội Pháp đã nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. Tháng 10 năm 1947, quân Pháp huy động một lực lượng lớn tấn công lên Việt Bắc nhằm truy bắt chính quyền cách mạng. Nhưng quân Pháp bị thảm bại bởi sự chống trả mãnh liệt của quân dân ta. Quân Pháp liền tăng cường lực lượng, khóa chặt biên giới Việt Trung để cô lập căn cứ địa Việt Bắc. Quân ta quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm củng cố, mở rộng căn cứ Việt Bắc, khai thông đường liên lạc ra bên ngoài. Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận, kiểm tra kế hoạch và động viên chiến sĩ. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, quân ta tấn công cứ điểm Đông Khê. Quân Pháp kháng cự dữ dội, nhưng đến ngày 18 tháng 9 năm 1950 thì cứ điểm này thất thủ. Từ đây, quân ta chủ động trên chiến trường. Mùa đông năm 1953, Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định tấn công Điện Biên Phủ để kết thúc cuộc kháng chiến. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tấn công Điện Biên Phủ, pháo đài khổng lồ của thực dân Pháp. Sau 56 ngày đêm gian khổ chiến đấu, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta chiếm được Điện Biên Phủ. Tướng De Castori bị bắt sống. Sau thất bại ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta kết thúc.